Rồi tiếp theo 699. 6 cây chân liễu 300k. Đây cây số 1. Cây số 2. Chân liễu này là siêu mini nha quý vị. Cây số 3. Rồi ba cây đầu lên, ba cây kế con ơi. Rồi 6 cây 300 hồi nãy, ba cây đầu tiên, giờ cây này cây thứ tư nè. Cây này cây thứ năm nè. Cây này nó đang ra hoa nè nha quý vị. Quý vị thấy bông nó không? Đó. Đó, bông nó nè. Đó. Quá trời bông luôn nè, thấy không? Có bông có trái luôn nha quý vị. Đó, nhìn nó ngộ lắm nha, nó đang ra bông nè. Nè. Đó, bông trái tròn 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 trắng trắng đó. À. Con cây này có bông thôi. Rồi, cây số 6. 6 cây 300 xuống con ơi.